diệu đế nói về khổ, nguyên nhân của khổ, cái chỗ giải thoát tất cả mọi đau khổ của Niết Bàn, và rồi con đường dẫn đến cái sự giải thoát khỏi tất cả mọi đau khổ. Đời này là khổ, sinh lão bệnh tử là khổ, tham sân si là khổ, bên trong bên ngoài tham sân si là khổ, là nguyên nhân của khổ. Cái người giác ngộ thật, cái người thức tỉnh thật, cái người có tâm linh thật, họ rất là rõ về cái điều này. Họ rõ cái chỗ đó và đồng thời họ rõ cái chỗ giải thoát của Niết Bàn, cái chỗ thoát khổ. Họ rất là rõ hai cái mấu chốt quan trọng nhất này. Họ rõ cái khổ của thế gian và họ rõ cái sự giải thoát của xuất thế gian. Và rồi những con người nhận được cái chân lý đó, họ đi vào đời, họ sẽ vào cái vũng bùn của khổ, họ sẽ vào trong tất cả mọi lĩnh vực của khổ. Để mà sao? Để mà họ thấu hiểu, họ có tình yêu thương. Giống như bạn từng bị đói, bạn từng bị khát, bạn mới biết thương người đói, bạn mới biết thương người khác, bạn mới có tình yêu thương. Còn nếu bạn chưa từng bị đói, chưa từng bị khát, bạn sẽ không hiểu được cái cảm giác đó như thế nào. Bạn sẽ không biết yêu thương những cái người người ta bị đói, bị khát. Khi tu tập họ thấy rất là rõ, và rồi họ sẽ phương tiện, họ sẽ đưa đạo vào đời. Họ sẽ đem cái chân lý giải thoát để đưa vào đời, bởi vì họ rất là rõ cái khổ của thế gian. Thế mà mình vẫn phải làm việc. Tất cả mọi người đều được thiết kế để làm việc bằng cái sự thông minh của vũ trụ. Làm việc để gì? Để mình thấy cái khổ của thế gian, cái khổ của tham sân si, để rồi mình lại có cái lòng trắc ẩn, cái tình yêu thương mà tôn giáo gọi là từ bi đó. Thì bắt đầu mình mới có đủ cái nội lực ngày càng mạnh mẽ do cái sự thấu hiểu đó. Rồi mình chia sẻ cái chân lý để cho con người ta thấy được cái nào là khổ, cái nào là phẩm chất của thiên đàng. Đời này là khổ cho nên tất cả mọi tôn giáo họ mới muốn đi về thiên đàng. Tất cả mọi tôn giáo họ mới muốn sống để mà cuối đời họ về cõi Phật, về cõi Chúa, về những cái cảnh giới thiên đàng. Sống đời sống này 3D này, tham sân si là khổ. Trừ khi trái đất của mình nâng cấp lên những cái civilization cao hơn, trừ khi trái đất của mình nâng cấp lên những cái nền văn minh cao hơn, thì lúc đó đó là những cái tầm cao hơn của thiên đàng, thì lúc đó sẽ không còn khổ. Năng lượng trái đất hiện tại còn nhị nguyên, còn tham sân si, còn tốt còn xấu, còn thiện còn ác là còn khổ. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là nó đúng cho những cái cảnh giới khác. Những cảnh giới thiên đàng họ có phước báu hơn, họ sẽ cái cách mà họ kiến tạo mọi thứ nó rất là dễ dàng, tại không có năng lượng của tham sân si ở đó. Con người ở cảnh giới đó có đủ phước báu, có đủ ánh sáng, họ muốn cái gì, cái vật chất đó, mọi thứ đó hiện lên cho họ rất là dễ dàng. Và trên thế giới 3D này có những con người đó, cũng có những con người đó, mặc dù cái sự chiêu cảm của họ nó mất thời gian hơn ở cảnh giới thiên đàng thôi, tại vì họ còn chịu cái sự ảnh hưởng của cái nghiệp chung của xã hội đó. Nhưng mà đó, những con người họ sống thiện lành, họ sống có đức hạnh, họ sống có trí tuệ, họ sẽ biết cách làm chủ vận mệnh, làm chủ cuộc đời, làm chủ hạnh phúc, làm chủ thiên đàng, làm chủ địa ngục của chính họ. Good job.